Xin chào các bạn Đầu năm mới chúc các bạn và gia đình sức khỏe và bình an Thì trong clip đầu năm mới này mình sẽ hướng dẫn cho các bạn móc một mẫu búp bê cưu xinh xắn như thế này Thì mẫu búp bê này sẽ có chiều cao tầm khoảng 50 cho đến 55 cm Phù hợp cho các studio chụp hình hoặc là các bạn cũng có thể làm gấu bông hoặc là các phụ kiện trang trí ha Để làm được mẫu này mình sử dụng len miêu cốt 125g Mark S và chữ đỏ nè Độ dày của sợi len tầm khoảng 1.75 cho đến 2 mm Kim móc để móc thì mình có hai loại kim ha. Loại kim đầu tiên là kim 3,5 mm để móc phần nón cũng như là khăn quen Và vào đầu kim thứ hai mình sẽ sử dụng là kim hai đầu. Mình dùng đầu số 4 ha, tương đương với kim 2,5 mm để móc phần thân nè. Ngoài ra thì còn có kéo kim và gòn nhồi. Mình sẽ đi vào móc phần đầu. Các bạn tạo cho mình một vòng tròn, sau đó kéo len qua vòng tròn. Móc lên một mũi móc xích. Móc vào vòng tròn ta vừa tạo là 6 mũi móc đơn mũi móc đơn đầu tiên móc đơn thứ hai móc đơn thứ ba móc đơn thứ tư mũi móc đơn thứ năm và mũi móc đơn thứ sáu sau khi đã có cho mình được 6 mũi móc đơn liên tiếp vào vòng tròn ta nắm sợi len ngắn gút lại cho vòng tròn nhỏ lại đối với phần đầu này mình sẽ không kết mũi mà mình sẽ móc xoắn ốc ha thì để móc xoắn ốc các bạn sẽ đâm kim vào chân của mũi móc đơn đầu tiên mà mình móc ở vòng đầu tiên móc vào đó hai mũi móc đơn cùng chân móc, móc đơn đầu tiên và mũi móc đơn thứ hai. Để mình không có bị lạc mũi khi mình móc xoắn ốc, dùng kim đánh dấu đánh dấu vào chân của mũi móc đơn đầu tiên. thì đây là cái chân móc đầu tiên bắt đầu vòng thứ hai ha. còn lại năm chân móc thì móc tương tự cho mình giống như chân đầu tiên. mỗi chân mình sẽ móc hai mũi móc đơn cùng chân móc. chân thứ hai cũng móc cho mình hai mũi móc đơn cùng chân móc nè. Chân móc thứ ba cũng móc 2 mũi móc đơn. Chân thứ tư móc 2 mũi móc đơn cùng chân móc. Chân móc thứ năm móc 2 mũi móc đơn cùng chân móc. Và tương tự cho chân thứ sáu là chân cuối cùng cũng móc 2 mũi móc đơn cùng chân móc. Như vậy là mình sẽ kết thúc được vòng móc thứ hai. Vòng móc này của mình sẽ có tổng cộng là 12 mũi móc đơn ha. Tiếp tục đến vòng móc thứ ba. Thì vòng móc thứ ba Chân đầu tiên sẽ là cái chân mà mình đánh dấu ở cái vòng thứ hai nè. Các bạn tháo kim đánh dấu ra. Ở vòng móc thứ ba này mình sẽ móc cộng một móc đơn xen hai móc đơn cùng chân móc ha. Chân đầu tiên là chân mình đánh dấu móc một mũi móc đơn. Sau đó tiếp tục đánh dấu vào cái chân đầu tiên này. Thì đây sẽ là mũi móc đầu tiên của vòng móc thứ ba ha. Được mũi móc đơn vào chân đầu tiên rồi chân thứ hai móc hai mũi móc đơn cùng chân móc thì mình sẽ có được cụm móc như thế này một móc đơn sau đó là hai móc đơn cùng chân móc các bạn sẽ móc tương tự cho mình cho đến cuối vòng ha chân kế bên một mũi móc đơn nè thì chân kế tiếp sẽ là hai mũi móc đơn cùng chân móc ta có được cụm móc thứ hai làm tương tự cho đến hết vòng cụm thứ ba nè tiếp tục cụm thứ tư Cụm thứ sáu sẽ nằm ở hai chân móc cuối cùng ha. Mình cũng có một mũi móc đơn ở chân kế cuối và hai mũi móc đơn vào chân cuối cùng. Kết thúc vòng móc thứ ba này ta có tổng cộng là 6 cụm móc như thế này, tăng được 6 mũi, tức mình sẽ có tổng cộng là 18 mũi móc đơn cho vòng móc thứ ba. Vòng móc thứ tư tháo kim đánh dấu ra, chân đầu tiên một mũi móc đơn, đánh dấu lại ha. Chân thứ hai cũng móc cho mình một mũi móc đơn. Khi được hai mũi móc đơn ở mỗi chân móc rồi nè, tăng được một mũi so với vòng thứ ba rồi thì chân kế tiếp móc hai mũi móc đơn cùng chân móc thì vòng móc thứ tư mình sẽ có được cụm móc như thế này ha các bạn tiếp tục móc tương tự cho mình cho các chân móc còn lại cho đến cuối vòng ta sẽ có hai mũi móc đơn mỗi chân tiếp tục sẽ là hai mũi móc đơn cùng chân móc mình có được cụm móc thứ hai Cửa móc cuối cùng là cửa móc thứ sáu cũng nằm ở ba chân móc cuối cùng ha. Hai mũi móc đơn mỗi chân. Sau đó sẽ là hai mũi móc đơn cùng chân móc nằm ở chân cuối cùng nè. Khi kết thúc vòng này mình sẽ có tổng cộng là 6 cụm móc như thế này, tăng được 6 mũi. Đến vòng móc kế tiếp thì làm tương tự như vòng móc mình vừa móc, tức là tăng tịnh tiến số mũi móc đơn lẻ mỗi chân lên một mũi. Vòng mình vừa móc nè, có hai mũi móc đơn mỗi chân, sau đó là hai mũi móc đơn cùng chân móc thì mình sẽ tăng tịnh tiến cái số mũi móc đơn lẻ lên một mũi ta tháo kim đánh dấu ra các bạn sẽ móc cho mình 3 mũi móc đơn mỗi chân mũi thứ hai nè và mũi thứ ba nhớ đánh dấu vào cái chân đầu tiên ha khi được 3 mũi mỗi chân rồi chân kế tiếp sẽ là hai mũi móc đơn cùng chân móc như vậy là ở vòng móc này mình sẽ có được cụm móc 3 mũi mỗi chân xe hai mũi cùng chân móc tương tự cho mình cho các chân còn lại cho đến cuối vòng ta cũng có tổng cộng là 6 cụm móc như thế này sau đó tiếp tục móc thêm cho mình nhiều vòng móc tương tự như vậy nữa cứ mỗi vòng mình sẽ tăng tịnh tiến số mũi móc đơn lẻ lên một mũi cho từng vòng móc các bạn cứ tăng cho mình cho đến khi mình thấy cái kích thước vòng tròn vừa đủ để mình tạo ra cái phần đầu búp bê là được ha ở đây mình có một lưu ý nhỏ khi các bạn móc theo công thức cho mình nè cứ tăng tịnh tiến số mũi móc đơn lẻ sau đó xen kẽ là hai mũi móc đơn cùng chân thì khi mình cứ tăng nhiều vòng như vậy, các cái mũi móc đơn cùng chân nó sẽ nằm chồng lên nhau. Đây, nằm chồng lên nhau thì nó sẽ tạo ra những cái góc như thế này. Nó làm cho cái phần đầu của mình nó không có được đẹp tròn đều. Nên bây giờ mình sẽ tiến hành đảo công thức ha. Khi các bạn móc cho mình những cái hàng móc mà có số mũi móc đơn lẻ mỗi chân là số chẵn. Ví dụ như hàng tiếp theo của mình nè. Hàng mình đang móc là 3 mũi móc đơn mỗi chân, xen hai mũi móc đơn cùng chân. Đây. 3 mũi mỗi chân ha. Sau đó là hai mũi cùng chân móc. Thì đến cái hàng kế tiếp là cái hàng mà mình có 4 mũi móc đơn mỗi chân. Thì 4 mũi móc đơn mỗi chân là số chẵn. Các bạn sẽ đảo công thức cho mình. Mình sẽ làm ví dụ nè. Hàng tiếp theo của mình 4 mũi mỗi chân xen hai mũi cùng chân. Các bạn tháo kim đánh dấu ra, móc hai mũi mỗi chân trước. Mũi thứ hai vào chân thứ hai. Sau đó sẽ là hai mũi cùng chân móc tiếp tục sẽ là hai mũi mỗi chân móc như vậy là ở vòng móc này mình sẽ có cái cụm móc như thế này ha hai mũi mỗi chân hai mũi cùng chân và hai mũi mỗi chân tức là ta đưa cái hai mũi cùng chân vào chính giữa nè cộng lại thì mình cũng có bốn mũi mỗi chân xen hai mũi cùng chân rồi các bạn tiếp tục lặp lại cụm này cho mình cho các chân móc còn lại cho đến cuối vòng thì lúc này các cái điểm mà có hai mũi móc đơn cùng chân nó sẽ nằm so le với nhau chứ nó không nằm chồng lên nhau ha nó sẽ giúp cho vòng tròn của mình nó đều hơn. Móc tương tự cụm này cho mình cho đến cuối vòng. Sau đó tiếp tục vòng kế tiếp là năm mũi mỗi chân, xen hai mũi cùng chân thì năm mũi mỗi chân là số lẻ, mình sẽ móc đều như công thức. Đến cái vòng nào mà cái số mũi móc đơn lẻ là số chẵn thì các bạn mới đảo công thức thôi ha. Ở đây mình đã tăng lên tổng cộng là 9 vòng móc. Lúc này cái vòng tròn của mình nó đã có cái độ rộng ra rồi và mình cũng đảo công thức rồi nè. Thì vòng tròn của mình nó sẽ tròn đều hơn chứ nó không bị các cái góc ha. Và khi đã có được cái độ rộng của phần đầu rồi, các hàng móc kế tiếp mình sẽ không cần phải tăng mũi nữa. Các bạn sẽ đếm cho mình cái số hàng móc mà mình tăng mũi đây là bao nhiêu hàng. Thì móc cho mình bấy nhiêu hàng đều không tăng mũi. Thì đều không tăng mũi nè, mình cũng tháo kim đánh dấu ra. Mỗi chân móc một mũi móc đơn vào mỗi chân móc. Nhớ là đánh dấu vào chân đầu tiên ha. Sau đó móc đều cho các chân móc còn lại. Lúc này mình không phải tăng mũi nữa cho nên các bạn cứ móc đều ha. Tức là vòng này mình sẽ không có cái chân móc nào có hai mũi cùng chân. Móc tương tự cho đến cuối vòng sau đó thêm nhiều vòng móc nữa. Để cho phần đầu được cân đối thì các bạn cứ nhìn cho mình các cái hàng tăng mũi bên trên là bao nhiêu hàng thì hàng đều không tăng mũi sẽ là bấy nhiêu hàng. Sau khi đã móc sẵn ốc được các cái hàng móc không tăng mũi nè, mình có 9 hàng móc không tăng mũi. Lúc này cái phần đầu của mình nó đã có cái độ sâu xuống rồi thì bây giờ mình sẽ giảm mũi cho phần đầu của mình bo nhỏ lại. Thì để bo lại phần đầu các bạn dựa cho mình vào hàng tăng mũi cuối cùng của phần đầu Hàng tăng mũi cuối cùng của mình sẽ là 7 mũi móc đơn mỗi chân Đây là 7 mũi móc đơn mỗi chân nè Xen 2 mũi móc đơn cùng chân thì các bạn sẽ bê cho mình 7 mũi móc đơn mỗi chân đó xuống cái hàng móc mà mình giảm mũi đầu tiên. Những bạn nào mà tăng giảm sai thì cũng dựa vào hàng tăng mũi cuối cùng ở bên trên ha. Mình sẽ bê cái số mũi móc đơn lẻ mỗi chân của hàng tăng mũi cuối cùng này xuống phía dưới. Thì ở đây mình sẽ có là 7 mũi mỗi chân nè Tháo kim đánh dấu ra Móc cho mình 7 mũi mỗi chân móc Mũi đầu tiên Tiếp tục mũi móc đơn thứ 2 Móc đơn thứ 3 Móc đơn thứ 4 Móc đơn thứ 5 Móc đơn thứ 6 Và mũi móc đơn thứ 7 Khi có được 7 mũi móc đơn mỗi chân rồi ở hàng tăng mũi bên trên, chân kế tiếp mình sẽ tiến hành tăng mũi ở cái chân thứ 8, tức là chân thứ 8 móc hai mũi cùng chân. Nhưng lúc này ở đây mình giảm mũi nên các bạn sẽ giảm cho mình hai chân móc liên tiếp lại thành một mũi. Để giảm được hai chân móc liên tiếp lại nè, các bạn sẽ đâm kim vào đường bên ngoài của cái chân móc thứ 8. Đây, ở đây nó có hai đường móc nè. Đường móc bên trong và đường móc bên ngoài thì mình sẽ đâm kim vào đường móc bên ngoài. Sau đó các bạn đưa kim luồn ra phía ngoài và đâm kim luôn vào cái chân móc kế tiếp đây chân đầu tiên nè đưa kim ra phía ngoài và luồn vào cái đường móc bên ngoài của chân kế tiếp sau đó lần lượt kéo len qua hai chân trên kim ha qua hai chân này như vậy là ta sẽ có được một mũi giảm mình sẽ có được cụm móc như thế này 7 mũi mỗi chân xen hai chân chậm mũi các bạn tiếp tục móc tương tự cụm này cho mình cho các chân móc còn lại cho đến cuối vòng ta có 7 mũi móc đơn mỗi chân Mũi móc đơn mỗi chân thì mình sẽ móc luôn vào chân móc Hoàn tất được 7 mũi mỗi chân rồi, hai chân kế tiếp sẽ chậm mũi ha Lần lượt đâm kim vào các đường móc bên ngoài của hai chân kế bên sau đó kéo lên qua hai đường trên kim cho đến hết khi móc đến cuối vòng thì hai chân cuối cùng sẽ là hai chân chụm mũi ha. Và kết thúc vòng này mình sẽ có tổng cộng là 6 cụm móc như thế này. 7 mũi mỗi chân xen hai chân chụm mũi, mình có 6 cụm. Thì cái vòng đầu của mình nó sẽ có cái độ bo nhỏ lại. Tiếp tục đến vòng kế tiếp thì thay vì tăng mũi như các hàng tăng bên trên thì mình sẽ giảm số mũi móc đơn lẻ mỗi chân dần dần, dần xuống một mũi. Ở đây mình có 7 mũi mỗi chân thì hàng kế tiếp sẽ là 6 mũi mỗi chân xen hai chân chụm mũi và để cho các cái mũi chụm chân nó không có chồng đều lên nhau các bạn nhớ tản mũi cho mình ha mình sẽ móc là ba mũi mỗi chân mũi thứ ba nè được ba mũi mỗi chân rồi hai chân kế tiếp sẽ tiến hành chụm mũi sau đó sẽ là ba mũi mỗi chân thì ta sẽ có được cụm móc như thế này tiếp tục móc tương tự cụm này cho mình cho các chân móc còn lại cho đến cuối vòng sau đó mình sẽ móc thêm nhiều hàng móc giảm mũi tương tự cứ giảm cho mình số mũi móc đơn lẻ mỗi chân xuống một mũi và nhớ đảo công thức ha thì công thức mình có để trên màn hình nè móc tương tự cho đến cuối vòng sau đó thêm nhiều vòng móc sau khi móc thêm nhiều hàng móc giảm mũi thì vòng đầu nó sẽ có cái độ bo nhỏ lại khi các bạn móc cho mình đến một cái vòng tròn nó vừa đủ thì mình sẽ nhồi gòn vào bên trong cho phần đầu của mình nó cứng kép sau đó tiếp tục các bạn sẽ móc cho mình cho đến khi mình có cái vòng cuối cùng là 6 mũi chậm chân liên tiếp. Đến kết thúc thì móc lên một xích sau đó kéo và cắt một đoạn len vừa đủ dài. Sử dụng cho mình kim khâu ha, xỏ sợi len vào trong kim khâu. Và để bít lại cái khoảng trống này thì mình sẽ đâm kim lần lượt vào 6 cái đường móc bên ngoài của 6 chân liên tiếp. Đâm từ ngoài vào trong ha, đường móc đầu tiên nè của chân đầu tiên tiếp tục đường móc thứ hai chân thứ hai chân thứ ba nè chân thứ tư chân thứ năm về chân móc thứ sáu sau đó mình sẽ quút lại cho cái vòng tròn của mình nhỏ lại mình có thể tạo một quút sau đó giấu sợi len thừa vào trong phần đầu ta sẽ hoàn tất được một cái đầu của búp bê cừu như thế này. Bây giờ mình sẽ móc cái phần thân dưới ha. Ở đây mình đã móc sẵn một cái chân của búp bê như thế này rồi. Chân sẽ có chiều cao cao hơn phần đầu khoảng tầm 1 cho đến 2 hàng ha. Mình sẽ dựa vào cái phần đầu để mình móc cái phần chân cho nó có cái sự cân đối. Đầu tiên thì tạo một nút Móc và kéo len qua vòng tròn Dùng tay kéo sợi len dài để thành một nút Móc lên cho mình 6 mũi móc xích Mũi đầu tiên 2 3 4 5 Và 6 Ta tạo được cái độ dài cho phần bàn chân rồi Tiếp tục móc lên một mũi móc xích Chân móc thứ 6 Móc cho mình 2 mũi móc đơn cùng chân móc sau đó tiếp tục móc bốn mũi móc đơn vào bốn chân móc xích tiếp theo. Mũi đầu tiên, mũi thứ hai, mũi thứ ba và mũi thứ tư. Còn lại một chân móc cuối cùng thì chân móc cuối cùng đó móc cho mình bốn mũi móc đơn vào cùng một chân móc cuối cùng ha. Đây. Móc đơn đầu tiên nè. Móc đơn thứ hai cũng vào cái chân móc cuối cùng đó luôn. Tiếp tục móc đơn thứ ba và mũi móc đơn thứ tư. Sau khi có được bốn mũi móc đơn vào chân móc cuối cùng rồi, tiếp tục vào các cái chân kế tiếp mình sẽ có bốn chân nè. Mỗi chân móc một mũi móc đơn. Móc đơn đầu tiên, móc đơn thứ hai, móc đơn thứ ba và móc đơn thứ tư. Lúc này mình sẽ còn lại chân móc cuối cùng, thì chân móc cuối cùng đó ban đầu mình đã móc hai mũi móc đơn rồi, để cho nó bằng với cái đầu bên kia mình sẽ móc tiếp hai mũi móc đơn vào chân cuối cùng đó nữa. Tức là ở chân này mình sẽ móc vào đó 4 mũi móc đơn tổng cộng ha. Đây có bốn mũi móc đơn rồi bằng với lại cái đầu bên kia rồi. Thì đâm kim vào chân của mũi móc đơn đầu tiên. Móc một mũi dời. Phần chân mình sẽ kết thúc mỗi hàng móc bằng mũi dời. Nên để cho cái phần chân của mình nó không có bị điểm gờ khi kết thúc mỗi vòng móc. Các bạn kéo dài lên lên sau đó gút lại cho cái mũi dời của mình nhỏ lại. Thì khi mình kết thúc mỗi vòng móc cái phần chân của mình nó không có bị điểm gờ nè nó sẽ thẳng như thế này ha tiếp tục đến hàng móc thứ ba móc lên một mũi móc xích các bạn sẽ đi theo công thức cho mình ha hai chân đầu tiên mỗi chân móc hai mũi móc đơn cùng chân móc chân đầu tiên nè hai mũi móc đơn cùng chân móc tiếp tục chân thứ hai cũng móc hai mũi móc đơn cùng chân móc Sau khi đã móc được hai chân đầu tiên rồi, bốn chân kế tiếp mỗi chân móc một mũi móc đơn. Chân thứ hai nè, chân thứ ba một mũi móc đơn và chân thứ tư một mũi móc đơn. Bốn chân móc kế tiếp sẽ là bốn cái mũi móc đơn mà mình móc vào cùng chân móc. Thì các bạn sẽ móc cho mình vào bốn chân đó liên tiếp mỗi chân là hai mũi móc đơn cùng chân móc. Và để cho mình có thể phân biệt được mũi móc, các bạn sẽ đánh dấu cho mình vào cái chân của cái mũi móc đơn đầu tiên đó sau đó tiếp tục chân đó cũng móc thêm một mũi móc đơn nữa mình sẽ có hai mũi móc đơn cùng chân nè tiếp tục hai mũi móc đơn cùng chân thứ hai hai mũi móc đơn cùng chân thứ ba và hai mũi móc đơn cùng chân thứ tư được bốn chân rồi nè tiếp tục bốn chân móc kế tiếp mình sẽ móc mỗi chân là một mũi móc đơn Lúc này còn lại hai chân móc cuối cùng thì hai chân này, mỗi chân móc hai mũi móc đơn cùng chân móc. Chân kế cuối là hai mũi móc đơn nè. Và chân cuối cùng móc tiếp hai mũi móc đơn. Hoàn tất được vòng móc thứ ba, đâm kim vào chân mũi móc đơn đầu tiên, móc một mũi dời. Nhớ kéo dài sợi len sau đó rút lại cho mũi dời của mình nhỏ lại. Vòng này mình sẽ có tổng cộng là 24 mũi móc đơn móc lên một mũi móc xích tiếp tục đến vòng móc thứ tư ở vòng móc thứ tư chân đầu tiên móc một mũi móc đơn chân thứ hai sẽ móc hai mũi móc đơn cùng chân móc mình sẽ gọi đây là một cụm của hàng thứ tư ha một móc đơn và hai móc đơn cùng chân móc thì các bạn sẽ móc liên tiếp cho mình hai cụm nè cụm thứ hai một móc đơn sau đó là hai móc đơn cùng chân móc khi hoàn tất cho mình được hai cụm liên tiếp rồi bốn chân móc kế tiếp mỗi chân móc một mũi móc đơn mũi đầu tiên nè mũi thứ hai mũi thứ ba và mũi thứ tư tiếp tục sẽ là cái chân mình đánh dấu nè từ chân mình đánh dấu các bạn sẽ móc cho mình bốn cụm của hàng thứ tư liên tiếp tức là một móc đơn xen hai móc đơn cùng chân móc ha tháo kim đánh dấu ra nè chân đầu tiên móc một mũi móc đơn và đánh dấu lại chân kế bên sẽ là hai móc đơn cùng chân móc như vậy là ta sẽ có được cụm đầu tiên hả móc cho mình liên tiếp là bốn cụm nè cụm thứ hai tiếp tục cụm móc thứ ba và cụm móc thứ tư sau khi đã hoàn tất được bốn cụm liên tiếp rồi thì tiếp tục bốn chân kế tiếp mỗi chân móc một mũi móc đơn Còn lại bốn chân móc cuối cùng móc cho mình hai cụm liên tiếp ha. Một móc đơn, sau đó là hai móc đơn cùng chân móc. Ta được cụm đầu tiên nè. Và tiếp tục cụm thứ hai. Như vậy ta hoàn tất được hàng móc thứ tư ha. Kết thúc hàng móc thứ tư nè, tương tự như các hàng móc bên trên. Vòng này kết thúc mình sẽ có tổng cộng là 32 mũi móc đơn. Móc lên một mũi móc xích thì lòng bàn chân phía dưới mình sẽ dừng lại ở hàng móc thứ tư này đến hàng móc thứ năm và hàng móc thứ sáu hàng thứ tư mình có 32 mũi móc đơn tạo ra 32 chân thì hàng thứ năm và hàng thứ sáu móc đều không tăng mũi mỗi chân móc một mũi móc đơn ta sẽ có được 32 mũi móc đơn vào 32 chân cho hàng thứ năm và hàng thứ sáu mình sẽ gặp lại ở hàng thứ bảy ha sau khi kết thúc đến hàng thứ sáu thì phần chân của mình nó đã có cái độ cao lên rồi nè Tiếp tục kết thúc hàng thứ sáu và bắt đầu hàng thứ bảy. Hàng thứ bảy mình sẽ thay màu nên các bạn sẽ cắt len cho mình ha. Để thay màu thì đưa cho mình sợi len khác màu ra phía sau. Vị trí thay màu sẽ nằm ở phía sau của sợi len mình vừa cắt. Thì phía sau là cái mũi dời kết thúc của cái vòng thứ sáu á. Là cái chân ở phía sau này nè. Là cái chân mình guốc nhỏ lại á. Đâm kim vào đó. Sau đó đưa sợi len ra phía sau và kéo sợi len qua cái chân móc mũi dời này móc lên một mũi móc xích ở hàng thứ bảy các bạn sẽ móc cho mình 10 mũi móc đơn vào 10 chân đầu tiên móc đơn đầu tiên móc đơn thứ hai khi móc nhớ dấu len thừa vào trong mũi móc để ta cắt len không phải dấu len nhiều ha mũi thứ năm mũi thứ sáu mũi thứ bảy mũi thứ tám mũi thứ chín và mũi thứ 10 khi hoàn tất được 10 mũi móc đơn rồi chân kế tiếp sẽ là cái chân mà mình đánh dấu nè thì mình sẽ tiến hành chậm mũi ha cách chậm thì tương tự giống như chậm mũi ở phần đầu lần lượt đâm kim vào hai đường móc nằm bên ngoài của hai chân liên tiếp ở chân thứ 11 nè và chân thứ 12 hai lần lượt kéo lên qua hai đường trên kim cho đến hết ta sẽ có được mũi chậm đầu tiên đánh dấu vào mũi chậm đầu tiên đó sau đó các bạn sẽ móc cho mình chân kế bên một mũi móc đơn một mũi chậm vào hai chân kế tiếp mình sẽ có được mũi chậm thứ hai tiếp tục một mũi móc đơn vào chân kế bên một mũi chậm vào chân kế tiếp mình sẽ có được mũi chậm chân thứ ba tiếp tục sẽ là mũi móc đơn ở chân kế bên và mũi chậm ở hai chân kế tiếp nên sẽ có mũi chậm thứ tư sau khi đã có được bốn mũi chậm xen kẽ với một mũi móc đơn cho cái phần đỉnh của phần chân rồi ha thì tiếp tục 11 chân kế tiếp móc cho mình mỗi chân là một mũi móc đơn cho đến hết mũi thứ nhất mũi thứ hai mũi thứ ba mũi thứ tư mũi thứ năm mũi thứ sáu nhớ dấu lên thừa ha mũi thứ tám mũi thứ 9, mũi thứ 10 và mũi thứ 11 ở chân cuối cùng. Sau đó tiếp tục kết thúc hàng. Nhớ gút lại cho mũi giờ nhỏ lại. Ta hoàn tất được hàng móc thứ 7. Hàng móc thứ 7 sẽ có tổng cộng là 28 mũi móc. Thì cái phần mà mình chụm mũi này nó sẽ là cái phần đỉnh của bàn chân ha. Đến hàng móc thứ 8. Hàng móc thứ 8 các bạn sẽ móc cho mình chín chân đầu tiên, mỗi chân là một mũi móc đơn móc đơn đầu tiên vào chân đầu tiên nè tiếp tục móc đơn thứ hai mũi móc thứ ba bốn mũi móc thứ chín nè hoàn tất được chín mũi móc đơn vào chính chân rồi chân kế tiếp sẽ là cái chân sát mũi mà mình đánh dấu tháo kim đánh dấu ra từ cái chân này các bạn sẽ móc cho mình 5 mũi chậm liên tiếp với nhau ha mũi chậm đầu tiên tiếp tục mũi chậm thứ hai nhớ đánh dấu vào mũi đầu tiên ha mũi chậm thứ hai nè hai chân liên tiếp mình sẽ móc tổng cộng là 5 mũi chậm liên tiếp tiếp tục mũi chậm thứ ba mũi chậm thứ tư và mũi chậm thứ năm Hoàn tất được 5 mũi chậm liên tiếp rồi còn lại 9 chân móc cuối cùng thì 9 chân đó mỗi chân móc một mũi móc đơn. Kết thúc hàng thứ 8 nè. Ta sẽ có tổng cộng được 23 chân móc ha. Thì cái phần đỉnh dây của mình nó đã có cái độ bo nhỏ lại rồi, hàng kế tiếp tiếp tục bo lại cho mình thêm một hàng nữa móc cho mình 8 mũi móc đơn vào 8 chân liên tiếp mũi đầu tiên mũi thứ hai mũi thứ ba mũi thứ tư mũi thứ năm mũi thứ sáu mũi thứ bảy và mũi thứ tám đến chân móc kế tiếp sẽ là chân sát cái mũi mà mình đánh dấu ha cũng tháo kim đánh dấu ra sau đó lúc này các bạn sẽ móc cho mình ba mũi chậm liên tiếp mũi chậm đầu tiên nè tiếp tục mũi chậm thứ hai mũi chậm thứ ba hoàn tất được 3 mũi chậm liên tiếp còn lại chín chân thì mỗi chân móc một mũi móc đơn cho đến cuối hàng móc đến cuối hàng thì kết thúc hàng hàng thứ chín này mình sẽ có tổng cộng là 20 mũi móc ha lúc này cái phần chân của mình nó đã có cái độ bo nhỏ lại rồi ta có tổng cộng là 20 mũi móc thì 20 mũi móc này sẽ tạo ra cái độ rộng cho phần chân hàng kế tiếp mình sẽ không cần phải giảm mũi nữa từ hàng thứ 10 đến hàng thứ 21 móc cho mình mỗi chân là một mũi móc đơn mình sẽ có 20 mũi móc đơn vào 20 chân ha Ta sẽ móc cho đến khi phần chân nó có cái độ cao cao hơn phần đầu khoảng tầm 1 cho đến 2 hàng móc. Và mình sẽ gặp lại ở hàng thứ 22. Khi các bạn so sánh cho mình cái phần chân với chiều cao của phần đầu nè, thì phần chân nó có thể cao hơn phần đầu khoảng tầm 1 cho đến 2 hàng móc. Hoàn tất được chân đầu tiên với 21 hàng móc thì chân thứ hai các bạn cũng làm tương tự giống như cái phần chân đầu tiên, sau đó mình sẽ tiến hành cắt len. Đến hàng thứ 22 mình sẽ tiến hành nối hai chân lại với nhau. Áp sát cho mình hai chân lại. Sau đó mình sẽ chọn ba chân móc song song và nó nằm ở chính giữa như thế này. Các bạn sẽ đánh dấu cho mình vào ba cái chân móc đó của hai bên chân ha. Đây là cái chân móc đầu tiên nè, đánh dấu cho mình. Từ đây mình sẽ đẩy lên là ba cái chân móc. Sau khi đã có cho mình được ba cái chân móc mà nó nằm thẳng với nhau như thế này rồi thì bây giờ mình sẽ tiến hành móc hàng thứ 22. Ta tạo một nút, móc và kéo len qua vòng tròn sau đó kéo sợi len dài để thành một nút. Đây là bốn cái chân mà mình vừa có được ở hai chân nối lại nè. Thì một chân các bạn sẽ tháo cho mình một đầu ở phía trên. Và một chân thì tháo ở cái đầu ở thứ hai ha. Mình sẽ bắt đầu đâm kim từ cái chân đánh dấu màu đỏ trước Đâm kim vào nè từ trong ra ngoài ha Kéo nút vừa tạo qua chân móc Từ đây móc lên hai mũi móc xích 1 2 Sau đó đưa vào cái chân kế bên Từ chân móc mà mình đánh dấu là cái chân ở phía sau Thì các bạn tiến lên cho mình hai chân nữa Tức là cái chân đánh dấu màu đỏ ở phía trên Ta đâm kim từ ngoài vào trong móc vào đây một mũi dời mình nối được hai chân rồi nè sau đó tiếp tục các bạn đẩy kim cho mình ra phía sau đâm kim từ ngoài vào trong cái chân móc nằm chính giữa của cái chân bên này móc vào đây một mũi dời ta quay ngược đầu móc lại quay cho mình theo cùng chiều kim đồng hồ cũng được hoặc ngược chiều cũng được sau đó lúc này mình sẽ có hai mũi móc của hai cái chân móc xích này mỗi chân móc một mũi móc đơn ta có mũi móc đơn đầu tiên nè vào chân móc xích đầu tiên ha tiếp tục mũi móc đơn thứ hai vào chân móc xích thứ hai được hai mũi móc đơn rồi đâm kim từ ngoài vào trong cái chân móc kế bên của phần chân còn lại móc vào một mũi dời sau đó tiếp tục một mũi dời vào chân kế bên của cái phần chân đó để mình bắt đầu hàng tiếp theo quay ngược đầu móc lúc này mình cũng có hai chân móc của hai mũi đơn mà mình móc ở đây mỗi chân móc cho mình một mũi móc đơn móc đơn đầu tiên nè tiếp tục mũi móc đơn thứ hai sau đó để kết thúc cái hàng này các bạn tháo kim đánh dấu ra Trăm kim từ ngoài vào trong chân móc kế bên móc vào đây một mũi dời và móc lên một mũi móc xích. Như vậy là hai chân của mình nó sẽ nối bằng hai hàng móc như thế này. Mỗi hàng mình sẽ có hai mũi móc đơn ha. Từ đây mình sẽ móc lên hàng móc thứ 22 cho cái phần thân. Hai chân đầu tiên mà mình móc là hai chân móc xích mà mình nối ha. Chân đầu tiên một mũi móc đơn. Đánh dấu cho mình vào chân mũi móc đơn đầu tiên. Chân móc thứ hai của hai mũi mà mình nối á, cái chân móc thứ hai đã móc hai mũi móc đơn cùng chân móc. Thì ta sẽ có được cụm đầu tiên, một móc đơn và hai móc đơn cùng chân móc nè. Đây mình sẽ gọi là một cụm ha. Kết thúc được một cụm rồi các chân kế tiếp mỗi chân là một mũi móc đơn. Điểm giao nhau giữa hai mũi mà mình nối với cái phần chân cũng móc một mũi móc đơn. Các chân kế tiếp móc mỗi chân một mũi móc đơn Lưu ý khi các bạn móc đến cái chân mà mình kết thúc của cái phần chân á Là cái chân mũi dời mà mình kết thúc mà mình kéo lại cho nó nhỏ nè Cũng đâm kim vào đó móc thêm một buổi móc đơn Để cho nó không có bị hở nhiều ha Các chân còn lại mỗi chân cũng móc một mũi móc đơn Và các bạn sẽ móc cho mình đến cái mũi mà mình nối ở hai chân ha Khi móc đến điểm nối hai mũi móc xích ở phần chân thì cái chân móc giao nhau giữa phần chân này với phần điểm nối cũng móc một mũi móc đơn hai cái chân móc mà mình nối này nè các bạn cũng móc cho mình một cụm gồm một móc đơn và hai móc đơn cùng chân móc ha chân đầu tiên của điểm nối một mũi móc đơn và chân thứ hai sẽ là hai mũi móc đơn cùng chân móc ta có được cụm thứ hai của hàng móc này nè các chân còn lại mỗi chân móc đều, một mũi móc đơn vào mỗi chân móc ha. Điểm giao nhau giữa phần chân còn lại với hai cái chân móc nối này, mình cũng móc vào đó một mũi móc đơn luôn. Sau đó móc tương tự cho mình cho đến hết hàng. Sau khi móc đến cuối hàng thì chân móc cuối cùng mình sẽ móc hai mũi móc đơn để mình bù lại cho chân đầu tiên ha. Kết thúc đâm kim vào chân của mũi móc đơn đầu tiên, móc một mũi dời, nhớ guốc lại cho mũi giờ nhỏ lại sau đó móc lên một mũi móc xích bây giờ mình sẽ tiến hành tăng mũi cho phần bụng của mình nó rộng ra từ chân ly lên ha mỗi hàng móc mình sẽ tăng 3 mũi móc lấy tổng số mũi móc của hàng 22 chia cho 3 mình sẽ có 15 mũi 15 mũi đó các bạn móc cho mình 14 mũi móc đơn vào 14 chân liên tiếp móc đơn đầu tiên móc đơn thứ hai móc đơn thứ ba Móc đơn thứ 14. Khi đã có được 14 mũi móc đơn vào 14 chân rồi, chân thứ 15 là chân mình vừa chia được móc 2 mũi móc đơn. Như vậy là ở hàng này mình sẽ có cái cụm móc 14 mũi mỗi chân xen hai mũi cùng chân. Móc tương tự cụm này cho mình cho các chân còn lại cho đến cuối vòng, ta sẽ có được 3 cụm móc như thế này ha. Sau đó các hàng móc kế tiếp thì cứ tăng tịnh tiến số mũi móc đơn lẻ mỗi chân lên một mũi cho từng hàng móc, cho cái phần bụng của mình nó có cái độ rộng ra, thì cách tăng mũi các bạn cứ làm tương tự cho mình giống như là phần tăng mũi ở đầu. Và nhớ đảo công thức cho cái phần bụng của mình nó cũng được đều hơn ha. Móc cho mình cho đến hàng thứ 28 với 19 mũi móc đơn mỗi chân, xen hai mũi móc đơn cùng chân. Sau khi hoàn tất được hàng móc thứ 28 với 19 mũi móc đơn mỗi chân, xen hai mũi móc đơn cùng chân thì tiếp tục đến hàng thứ 29. Hàng thứ 29 cho đến hàng thứ 34 mình sẽ không tăng mũi nữa mỗi chân móc một mũi móc đơn. Hàng thứ 28 của mình kết thúc có 63 mũi móc đơn thì các bạn sẽ móc cho mình 63 chân đó, mỗi chân là một mũi móc đơn ha. Hàng 29 mình sẽ có 63 mũi móc đơn cho đến hàng thứ 34. Mình sẽ gặp nhau ở hàng thứ 35 ha. Thì đây sẽ là hàng thứ 35 ha. Hàng thứ 35 mình sẽ bắt đầu giảm mũi cho cái phần thân của mình nó có cái độ bo nhỏ lại lên tới phần cổ nè các bạn sẽ dựa cho mình vào cái hàng tăng mũi cuối cùng của cái phần thân hàng tăng mũi cuối cùng của phần thân mình có là 19 mũi mỗi chân xen hai mũi cùng chân tức là cái hàng thứ 28 ha hàng 28 là 19 mũi mỗi chân xen hai mũi cùng chân các bạn tiếp tục bê cho mình 19 mũi mỗi chân đó lên phía trên mình sẽ móc 19 mũi mỗi chân mũi đầu tiên mũi thứ hai mũi thứ ba mũi thứ tư Mũi thứ 19 Khi đã có được 19 mũi mỗi chân rồi Thay vì phần tăng mũi dưới bụng á Thì chân 20 mình móc hai mũi móc đơn cùng chân Thì lúc này các bạn sẽ móc cho mình hai mũi chậm chân Thì mũi chậm chân làm tương tự cho mình giống các mũi chậm chân mà mình đã chậm ha Cứ lần lượt đâm kim vào đường bên ngoài của hai chân liên tiếp Chân thứ 20 này và chân 21 Kéo qua hai chân trên kim cho đến hết Ta sẽ có được cụm như thế này móc tương tự cụm này cho mình cho các chân còn lại cho đến cuối vòng mình sẽ có 3 cụm liên tiếp cụm thứ ba là cụm cuối cùng thì hai chân chụm lại cũng nằm ở hai chân cuối cùng ha sau đó kết thúc hàng nè móc lên một mũi móc xích kết thúc hàng thứ 35 mình sẽ có tổng cộng là 60 mũi móc tạo ra 60 chân cho hàng móc thứ 36 để cho cái phần thân của mình nó có cái độ bo nhỏ lại nhưng mà cái độ bo vừa phải chứ không có bị bo quá gấp thì các bạn sẽ xen kẽ cho mình hai hàng móc đều không tăng mũi dùng kim đánh dấu đánh dấu cho mình đây là cái hàng thứ 35 mươi nè là cái hàng giảm mũi ha thì xen kẽ cái hàng giảm mũi này sẽ là hai hàng đều và không giảm mũi mình sẽ có 60 mũi móc đơn vào 60 chân cho hàng thứ 36 và 37 móc cho mình hai hàng đều ha mình sẽ gặp nhau ở hàng thứ 38 mươi Thì hàng thứ 36 và 37 mình đã móc đều không giảm mũi rồi nè. Xen kẽ kế tiếp sẽ là một hàng giảm mũi. Tức là một hàng giảm và hai hàng không giảm nó xen kẽ lẫn nhau ha. Hàng giảm mũi kế tiếp mình cũng giảm số mũi móc đơn lẻ mỗi chân xuống một mũi. Thì cái hàng giảm phía dưới này 19 mũi móc đơn mỗi chân thì bây giờ mình sẽ có 18 mũi móc đơn mỗi chân. Sau đó là hai chân chụm mũi ha. Mũi đầu tiên nè. Mũi thứ hai. Mũi thứ 3. Mũi thứ 4. Mũi thứ 5. Mũi thứ 6. Mũi thứ 7. Mũi thứ 8. Mũi thứ 9. Hàng này số mũi móc đơn lẻ là số chẵn cho nên mình sẽ đưa cái mũi chụm chân vào chính giữa ha. Sau đó tiếp tục là mũi móc đơn thứ 10. Móc đơn 11. Móc đơn 12. Móc đơn 13. Móc đơn 14 móc đơn 15, móc đơn 16, móc đơn 17 và móc đơn thứ 18, mình sẽ có được cụm móc như thế này. Móc tương tự cho đến cuối vòng ta sẽ có 3 cụm. Sau đó kết thúc cái hàng giảm mũi này sẽ là hai hàng đều và không cần giảm mũi, tức mình sẽ có 57 mũi móc đơn vào 57 chân. Các bạn cứ làm xen kẽ tương tự cho mình, cứ một hàng giảm thì hai hàng không giảm, một hàng giảm thì hai hàng không giảm. Làm như vậy thì sẽ giúp cho phần thân của mình nó có cái độ bo nhỏ dần dần chứ không có bị quá gấp Móc cho mình cho đến khi mình đạt đến hàng thứ 64 với 33 mũi móc đơn Lưu ý đối với những bạn nào mà dễ bị lạc hàng á, thì các bạn nhớ dùng kim đánh dấu Đánh dấu vào cái hàng mà mình giảm Để khi mà mình móc cái hàng đều không giảm á, nó sẽ dễ hơn ha Từ cái hàng giảm này nè, mình sẽ móc lên hai hàng không giảm Sau đó một hàng giảm rồi hai hàng không giảm nè sẽ dễ phân biệt được hàng đầu là hàng giảm ha. Như vậy là mình đã móc lên được cái phần thân của búp bê rồi nè. Hàng cuối cùng sẽ là hàng 81 với 15 mũi móc đơn. Nó đã có được cái độ cao như thế này rồi thì mình sẽ nối cái phần này với phần đầu. Mình sẽ khâu hàng cuối cùng này với hàng móc thứ tư của phần đầu ha. Bây giờ mình sẽ chuyển sang móc phần cánh tay. Ở đây mình đã móc sẵn hai tay rồi nè. Công thức mình có để trên màn hình ha Thì đối với phần tay này các bạn sẽ móc tương tự cho mình giống như cách tăng mũi ở phần đầu Cũng như là cách xen kẽ ở phần thân Mình sẽ có được 33 hàng móc cho phần tay Với 9 mũi móc đơn còn lại cuối cùng ở cái hàng thứ 33 Hoàn tất được phần cánh tay rồi tiến hành nhồi gòn vào bên trong cho phần cánh tay của mình có cái độ cứng cáp Và các bạn sẽ khâu cho mình tay vào trong thân của búp bê khi kết thúc hàng cuối cùng thì nhớ cắt một đoạn len vừa đủ dài để mình sử dụng đoạn len đó mình khâu phần tay vào trong thân ha. Các bạn sẽ khâu cho mình một bên ở đầu và một bên ở thân nè. Sau khi khâu hoàn tất rồi thì mình sẽ móc cái phần áo choàng. Mình sử dụng kim 3,5 mm để móc cho áo choàng nó được mềm mại hơn. Các bạn sẽ tạo cho mình một nút. Móc và kéo len qua vòng tròn sau đó kéo sợi len dài để thành một nút. Từ đây mình sẽ móc lên một dây móc xích sao cho nó có cái độ rộng vừa phải để mình có thể quàng từ trước ra sau ha. Một vòng như thế này. Mình sẽ móc lên tổng cộng là 30 mũi móc xích. 1 2 3 4 Sau khi móc được 30 mũi móc, ta quàng qua cái phần cổ nó sẽ có được một cái độ rộng vừa sát với phần cổ. Thì bây giờ mình sẽ móc lên tiếp tục một mũi móc xích. Mình có 30 chân móc đó thì mỗi chân móc một mũi móc đơn vào mỗi chân móc. Mình sẽ có 30 mũi móc đơn vào 30 chân ha. Móc cho đến cuối hàng móc. Sau khi hoàn tất được 30 mũi móc đơn vào 30 chân rồi thì hàng tiếp theo mình sẽ tạo họa tiết. Móc lên hai mũi móc xích sau đó quay ngược đầu móc lại. Hai chân móc đầu tiên mỗi chân móc một mũi kép đơn. Ta có kép đơn đầu tiên vào chân đầu tiên kép đơn thứ hai vào chân thứ hai móc lên một mũi móc xích bỏ qua chân thứ ba ở chân móc thứ tư móc 5 mũi kép đơn vào cùng chân móc thứ tư kép đơn đầu tiên kép đơn thứ hai mũi kép đơn thứ ba kép đơn thứ tư và kép đơn thứ năm khi có được 5 mũi kép đơn vào chân móc thứ tư đó rồi mình sẽ tạo hạt bắp ở 5 cái mũi này các bạn kéo dài cho mình cái đường móc này ra một tí sau đó mình dời kim về cái chân móc của mũi kép đơn đầu tiên đâm kim vào chân của mũi kép đơn đầu tiên ở năm chân này sau đó đưa cái nút mà mình kéo lên nè đưa vào đầu kim sau đó gút lại sát với đầu kim và kéo cái nút này qua cái chân móc đầu tiên móc lên một mũi móc xích như vậy là ta tạo ra được hạt bắp đầu tiên ha từ đây móc lên tiếp tục một mũi móc xích thì mũi móc xích này sẽ tương đương với cái chân móc tiếp theo mà mình bỏ qua nè ta bỏ qua cái chân sát với cái mũi mà mình móc mà họa tiết hạt bắp móc vào đó một hạt bắp tương tự như hạt bắp mà mình vừa móc tức mình sẽ có 5 mũi kép đơn vào cùng chân móc mũi đầu tiên mũi thứ hai mũi thứ ba mũi thứ tư mũi thứ năm kéo dài cái sợi len di chuyển kim dời về chân của mũi kép đơn đầu tiên ở năm mũi này đưa nút qua chân móc vuốt lại nè sau đó kéo cái nút này qua cái chân móc đầu tiên móc lên một mũi móc xích để khóa và lên mũi móc xích tiếp theo để tạo khoảng cách mình sẽ làm tương tự cho các chân còn lại cho đến cuối ha cứ cách một chân móc thì mình sẽ tạo một hạt bắp tương tự sau khi móc đến cuối hàng thì còn lại hai chân móc cuối cùng các bạn sẽ bỏ qua cho mình chân kế cuối và móc vào chân cuối cùng một mũi kép đơn để mình kết thúc hàng ha ta sẽ tạo ra được một hàng móc hạt bắp như thế này tiếp tục đến hàng móc kế tiếp móc lên hai mũi móc xích và quay ngược đầu móc lại khi quay ngược đầu móc lại các bạn để ý cái hàng hạt bắp ở bên trên chân đầu tiên móc một mũi kép đơn hàng hạt bắp ở bên trên mình có hai mũi kép đơn liên tiếp đầu tiên thì lúc này các bạn sẽ móc cho mình vào cái khoảng trống này một mũi kép đơn tức là ở đây mình cũng có hai mũi kép đơn liên tiếp với nhau rồi nè giống như cái hàng hạt bắp bên trên rồi thì tiếp tục móc lên một mũi móc xích đâm kim vào từng cái kẻ giữa của các hạt bắp bên trên mỗi cái kẻ như thế này mình sẽ tạo ra các hạt bắp tương tự ta có năm mũi kép đơn và khoảng trống kép đơn thứ ba nè kép đơn thứ tư và kép đơn thứ năm nhưng mà ở hàng này các bạn để ý cho mình nè Hạt bắp của mình nó sẽ nổi ở phía sau, phía dưới Theo cái chiều mà mình đang móc thì nó nổi ở phía dưới nè Kéo dài Sau đó các bạn đâm kim cho mình từ dưới lên trên vào chân móc của mũi kép đơn đầu tiên Mình không đâm kim từ trên xuống dưới mà đâm kim từ dưới lên trên ha Đây, để cho các hạt bắp của mình nó nổi cùng một chiều Đâm kim từ dưới lên trên vào chân của mũi kép đơn đầu tiên Sau đó mình kéo cái nút này Siết lại cho sát với đầu kim. Kéo qua cái chân đầu tiên đó. Móc lên một xích khóa mũi và một xích tạo khoảng cách. Thì như vậy là hạt bắp của mình nó sẽ nổi cùng chiều với các hạt bắp của hàng đầu tiên ha. Các bạn sẽ làm tương tự cho mình cho các cái khoảng còn lại, cứ mỗi khoảng tạo cho mình một hạt bắp cho đến cuối hàng. Sau khi đã tạo được hàng hạt bắp cho đến cuối rồi thì lúc này ở đây mình sẽ có cái khoảng cách của cái hạt cuối cùng với hai mũi kép đơn thì khoảng cách đó các bạn cũng móc một hạt bắp móc lên một xích khóa và một xích tạo khoảng cách nè Lúc này mình còn lại hai chân móc của hai mũi kép đơn thì tương tự như hàng hạt bắp đầu tiên bỏ qua chân kế cuối, móc vào chân cuối cùng một mũi kép đơn. Như vậy là hàng này mình cũng có tổng số mũi móc bằng với cái hàng bên trên ha. Lên hai xích sau đó quay ngược đầu móc lại và các bạn sẽ làm xen kẽ cho mình thêm nhiều hàng móc nữa cho đến khi cái phần khăn của mình nó có được cái độ rộng vừa phải để mình có thể quàng qua phần cổ ha. Mình có thể móc tầm khoảng 4 cho đến 5 hàng móc tương tự như nhau. Như vậy là mình sẽ tạo ra được cái phần thân khăn với bốn hàng móc hạt bắp và một hàng móc mũi đơn. Nó sẽ có cái độ dài như thế này rồi. Thì mình sẽ tạo ra một cái hàng mũi xích để mình có thể cột quanh cái phần thân của búp bê ha. Quang qua nè. À. Tạo cho mình một nút. Móc và kéo lên qua vòng tròn sau đó kéo sợi len dài để thành một nút. Mình sẽ móc lên một dây móc xích có cái độ rộng vừa đủ để mình tạo cái khoảng cột ở phía trước này ha. Ở đây mình sẽ móc lên tổng cộng là 25 mũi móc xích 1 2 3 4 5 Cái độ dài này các bạn có thể canh chỉnh tùy thích ha Sau khi đã hoàn tất được độ dài của một bên rồi Mình sẽ đâm kim vào cái chân móc của mũi móc xích á Mà mình tạo ra ở cái phần thân khăn nè mình có 30 chân móc xích thì mỗi chân móc cho mình một mũi móc đơn. Các bạn móc cho mình 30 mũi móc đơn vào 30 chân móc này ha. Hoàn tất được hàng mũi đơn rồi. Móc cho đến chân cuối cùng. Thì từ chân này mình sẽ móc lên một dây móc xích có cái độ dài bằng với cái độ dài của sợi dây móc xích mà mình tạo ra ban đầu. Mình có 25 mũi móc xích ha. Để kết thúc thì các bạn tiến hành cắt len, cắt một đoạn len vừa đủ thôi sau đó mình sử dụng hai cái đầu len này mình cột quanh cái phần cổ nè như vậy là mình đã hoàn tất được phần khăn rồi bây giờ mình sẽ móc cái phần nón ở bên trên tạo cho mình một vòng tròn móc và kéo len qua vòng tròn từ đây móc lên 3 mũi móc xích 1, 2 và 3. Thì 3 mũi này được tính là một mũi móc, móc cho mình vào vòng tròn ta vừa tạo một hạt bắp. Gồm 4 mũi kép đơn. Kép đơn đầu tiên, kép đơn thứ hai, kép đơn thứ ba và mũi kép đơn thứ tư. Khi móc được 4 mũi kép đơn vào cái vòng tròn đầu tiên rồi, 3 mũi xích mà mình gây nên cũng tính là một mũi. Đâm kim vào chân xích thứ ba tính từ dưới lên của 3 mũi đó tức là cái chân móc xích sát với cái mũi kép đơn đầu tiên, đây, đâm kim vào đó sau đó mình sẽ kéo cái nút này qua cái chân của cái uh, móc xích thứ ba này ha móc lên một xích khóa mũi, tiếp tục một xích tạo khoảng cách, mình sẽ có được hạt bắp đầu tiên. Từ hạt bắp thứ hai thì móc giống như là cái phần thân khăn, móc năm mũi kép đơn kép đơn đầu tiên kép đơn thứ hai kép đơn thứ ba các bạn sẽ móc lần lượt cho mình cho đến khi mình được tổng cộng là 7 hạt bắp sau khi đã hoàn tất cho mình được 7 hạt bắp cho cái vòng tròn đầu tiên rồi kết thúc cũng móc lên một xích và mình đâm kim vào cái chân nằm bên trên của cái mũi hạt bắp đầu tiên á móc vào đó một mũi giờ để ta kết thúc vòng từ đây móc lên 3 mũi móc xích. Nắm sợi len ngắn gút lại cho vòng tròn nhỏ lại. Thì ở 7 họa tiết hạt bắp của mình sẽ tạo ra được 7 khoảng trống. 7 cái khoảng trống chính giữa này, mỗi khoảng trống các bạn sẽ móc cho mình 2 hạt bắp vào mỗi khoảng trống. Thì lưu ý đối với cái khoảng trống đầu tiên sẽ là cái khoảng trống ở phía sau của ba mũi xích mà mình gây nên nè. Đây, các bạn sẽ đẩy cho mình ở chính giữa của cái hạt bắp này. Nó sẽ có một cái khoảng trống tạo cho mình một hạt bắp ở đây trước thì hạt bắp đầu tiên luôn luôn móc cho mình bốn mũi kép đơn ha một hai ba và bốn đâm kim vào chân xích thứ ba tính từ dưới lên tức là chân xích sát với cái mũi kép đơn đầu tiên sau đó mình kéo cái nút này qua rút lại ha móc lên một xích khóa mũi và một xích tạo khoảng cách di chuyển kim đến khoảng trống kế tiếp là khoảng trống giữa hai cái cánh này móc cho mình mỗi khoảng trống là hai mũi hạt bắp ha tức là bây giờ mình sẽ móc mỗi khoảng trống là 2 mũi hạt bắp cho đến cuối khoảng trống thứ hai móc 2 mũi hạt bắp nè làm tương tự cho mình cho đến khoảng trống cuối cùng sau khi đã móc được đến khoảng trống cuối cùng thì ban đầu khoảng trống cuối cùng cũng là khoảng trống đầu tiên mà ta móc tạo ra được một hạt bắp rồi. Thì bây giờ các bạn tiếp tục tạo cho mình thêm một hạt bắp ở cái khoảng trống đó nữa. Sau đó kết thúc đâm kim vào cái chân nằm chính giữa của hạt bắp đầu tiên. Móc một mũi dời. Móc lên 3 mũi móc xích. Ở vòng móc thứ ba thì móc cho mình vào cái chân móc của cái hạt bắp bên trên một hạt bắp gồm 4 mũi kép đơn nè hạt bắp đầu tiên luôn là 4 mũi kép đơn ha 3 mũi xích và 4 mũi kép đơn vào cái chân của hạt bắp bên trên nha móc vào chân xích thứ ba móc một xích khóa mũi và một xích tạo khoảng cách sau đó khoảng trống chính giữa của hai hạt bắp bên trên móc một mũi kép đơn móc lên một mũi móc xích tạo khoảng cách sau đó tiếp tục chân của hạt bắp bên trên móc một hạt bắp tương tự được hạt bắp rồi lên hai xích khoảng trống kế tiếp móc một mũi kép đơn các bạn sẽ làm xen kẽ cho mình khoảng trống thì móc kép đơn chân của hạt bắp thì móc hạt bắp cho đến cuối hàng Sau khi móc đến cuối hàng, đâm kim vào chân của hạt bắp đầu tiên, móc một mũi dời. Tiếp tục móc lên 3 mũi móc xích. Hàng kế tiếp sẽ làm tương tự như hàng mà mình vừa móc, nó sẽ tạo ra được một cái, Ở độ cái bộ rộng như thế đơn này. Cuối cùng mình không cần phải lên Đấy, xích ha, đưa này vào các phần đầu kim luôn và Được cái độ rộng của mũi hạt bắp đầu tiên rồi ha. Thì các hàng kế tiếp các bạn sẽ làm tương tự nè. Cứ chân của hạt bắp thì mình sẽ móc hạt bắp, còn chân của mũi kép đơn thì móc mũi kép đơn ha. Đây, móc vào chân của hạt bắp một hạt bắp. Nhớ là tạo khoảng cách giữa hạt bắp với cái mũi kép đơn nhé. Và hạt bắp đầu tiên mình luôn luôn móc 4 mũi kép đơn với 3 mũi xích. Kết thúc hạt bắp móc lên 2 mũi xích, chân của mũi kép đơn móc một mũi kép đơn, lên một mũi xích. Chân của hạt bắp thì móc một hạt bắp và các bạn sẽ móc xen kẽ tương tự cho mình cho đến cuối vòng và thêm nhiều hàng móc như vậy nữa cho đến khi mình đạt được cái độ sâu của phần thân nón mình đội vào trong cái phần đầu mình cảm thấy vừa là được ha sau khi đã móc đạt được cái độ sâu của phần thân nón mình có 5 hàng móc xen kẽ một kép đơn và một hạt bắp thì kết thúc cái hàng cuối cùng ha móc lên một mũi móc xích bây giờ mình sẽ sử dụng mũi nửa kép để mình viền lại cái phần thân nón ở cái chân móc của mũi hạt bắp thì các bạn sẽ móc cho mình một mũi nửa kép vào chân móc của hạt bắp thì chân móc của hạt bắp sẽ nằm chính giữa ha. Chân móc của mũi kép đơn thì móc 3 mũi nửa kép. 1 2 3 Đến chân của mũi hạt bắp thì móc 1 mũi nửa kép. Chân của mũi kép đơn móc 3 mũi nửa kép vào cùng chân móc. Móc tương tự cho mình cho đến hết vòng. Hoàn tất đến cuối vòng đâm kim vào chân của mũi nửa kép đầu tiên móc 1 giờ sau đó lên một xích, kéo và cắt len. Cắt cho mình một đoạn len vừa đủ dài để mình khâu phần nón này vào trong phần đầu ha. canh cho mình cái phần nón cho nó có cái độ rộng sau đó mình đội vào trong phần đầu các bạn sẽ đội sát với phần đầu ha đội nghiêng một hướng như thế này nhớ canh chỉnh cho các cái hướng nó đều nhau nè sau đó mình sẽ dùng kim và khâu cái phần nón này vào trong phần đầu để khâu cho nó được đều thì các bạn cứ đâm kim cho mình vào những cái chân móc tương ứng với nhau nè đâm từ dưới lên trên vào những tương móc tương ứng sau đó mình kéo len ha Mình cứ khâu lần lượt cho đến hết vòng này là được Bây giờ mình sẽ móc cái phần tai cho nó Về phần tai thì tạo một nút Móc và kéo len qua vòng tròn Sau đó kéo sợi len dài để thành một nút Mình sẽ móc lên 6 mũi móc xích Để tạo cái độ dài bên trong của phần tai Móc xích đầu tiên Mũi thứ hai 3, 4, 5 và 6 Được 6 mũi tạo cái độ dài bên trong rồi Móc lên 2 mũi móc xích móc vào chân thứ sáu một mũi kép đơn sau đó làm lần lượt tương tự cho các chân còn lại cho đến chân cuối cùng sau khi đã móc được đến chân cuối cùng thì ở chân cuối cùng mình có một mũi kép đơn rồi tiếp tục móc cho mình 6 mũi kép đơn vào cùng cái chân móc cuối cùng này để ta được 7 mũi kép đơn ha kép đơn thứ hai nè vào cùng chân móc nha kép đơn thứ ba Sau khi đã hoàn tất được 7 kép đơn vào chân cuối cùng đó thì mình di chuyển kim đến các chân còn lại bên này. Mỗi chân các bạn cũng móc cho mình một mũi kép đơn cho đến cuối hàng. Mình sẽ có tổng cộng là 5 mũi kép đơn vào 5 chân ha. Ta hoàn tất được hàng móc đầu tiên. Hàng móc thứ hai móc lên một mũi móc xích và quay ngược đầu móc lại. Hàng này thì mình sẽ sử dụng mũi nửa kép móc cho mình 5 chân đầu tiên, mỗi chân là một mũi nửa kép. Mình sẽ có 5 mũi nửa kép vào 5 chân ha. Đến cái chân móc thứ 6 sẽ là chân đầu tiên của 7 mũi mà mình móc vào cùng một chân móc nè. Thì 7 cái chân móc đó các bạn sẽ móc cho mình mỗi chân là 2 mũi nửa kép vào cùng một chân móc. Lúc này sẽ còn lại 5 chân móc thì mỗi chân đó móc một mũi nửa kép vào mỗi chân móc cho đến cuối hàng. Sau khi móc đến cuối hàng thì móc lên một xích và quay ngược đầu móc lại. Ta sẽ hoàn tất được mặt ngoài của phần tai ha. Ở mặt trong thì công thức móc các bạn cũng móc tương tự cho mình như vậy. Sau đó mình sẽ chập cái mặt trong vào bên trong mặt ngoài. Các bạn sẽ nẹp cho mình hai chân móc tương ứng này lại với nhau của mặt trong và mặt ngoài nè, bằng các cái mũi móc đơn ha. Hai chân móc tương ứng và móc vào mũi móc đơn. Chân kế bên cũng nẹp tương tự, hai chân móc tương ứng móc vào mũi móc đơn. Sau đó mình sẽ nẹp tương tự cho các chân còn lại cho đến hết ha. Sau khi đã nẹp được hoàn tất hai mặt của phần tai lại rồi thì bây giờ các bạn sẽ tiến hành viền lại ở cái điểm này. Để viền lại mình để ý nè, ở đây mình móc lên một mũi móc xích. Ta có các cái thân chân móc và chân móc xen kẽ lẫn nhau chứ không có những cái chân móc liên tiếp với nhau. Nên các bạn sẽ không móc vào thân chân móc mà mình sẽ móc vào những cái chân móc nè. Mỗi chân như thế này mình sẽ móc một mũi móc đơn. Và các bạn sẽ móc nẹp cho mình ở hai chân móc tương ứng với nhau ha. Ở đây mình có một mũi nè, tiếp tục là cái mũi chính giữa nè cũng móc vào hai chân móc tương ứng với nhau móc vào mũi móc đơn thứ hai và tiếp tục mũi móc đơn thứ ba vào cái chân thứ ba kết thúc được ba mũi móc đơn thì móc một mũi dời vào cái chân của mũi móc đơn đầu tiên mà ta viền sau đó móc lên một mũi móc xích kéo và cắt len ta hoàn tất được phần tay rồi cắt một đoạn len vừa đủ dài sau đó các bạn sử dụng cho mình kim khâu len mình sẽ khâu phần tai ở hai bên đối xứng với phần thân nón kế tiếp thì các bạn sẽ móc cho mình cái phần đuôi công thức móc phần đuôi mình có để trên màn hình ha móc cho mình 12 hàng móc vòng cuối cùng vòng thứ 12 mình sẽ có tổng cộng là 12 mũi móc khi hoàn tất thì các bạn sẽ khâu cho mình phần đuôi ra phía sau phần thân của búp bê kết thúc phần đuôi thì nhớ cắt một đoạn len vừa đủ dài để khâu lại nhé sau khi hoàn tất thì trang trí cho mình phần mặt của búp bê nè ta sẽ hoàn tất được một mẫu búp bê cừu xinh xắn như thế này khi thực hiện có điểm nào không hiểu thì để lại bình luận bên dưới để mình giải đáp thắc mắc nha chúc các bạn móc thành công